Kính Nhất Tâm Kinh Lễ, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Dạ chúng con kính thưa chư Phật và chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng trong mười phương hư không pháp giới và các ngài hộ pháp. Hôm nay chúng con xin phép chư Phật và chư Bồ Tát cho phép chúng con được vào khóa lễ lạy chiêm sát địa tạng sám nghi. Chúng con xin cảm ơn ơn của các ngài. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ, Nam Mô chiêm sát địa tạng sám nghi. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin mời cung kính một xá. Xin mời tất cả đại chúng chúng ta đồng quỳ chắp tay trang nghiêm. Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Xin cung kính quỳ lễ. Nghiêm trì hương hoa cũng dường như pháp, nguyện khói hương thơm này biến mãn khắp mười phương cũng dường tất cả Phật tôn giác các hiền thánh vô biên trong cõi Phật lợi ích làm thật sự. Tất cả Phật pháp tăng bảo thể thường biến mãn đều hiện hữu khắp nơi. Nguyện khiến hương hoa này đúng như các pháp tánh phổ hơn tất cả các cõi Phật cúng dường làm Phật sự dụng cụ cúng dường tất cả mười phương lúc nào cũng có. Hôm nay con xin đem tất cả các hương hoa lạc tràng phan bảo cái các trang sức quý báu vi diệu vô số âm nhạc ánh sáng đèn nến ẩm thực y phục ngoạ cụ thuốc men cho đến tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm tận các mười phương mà mình có thể hình dung nghĩa tưởng đều cùng chung với tất cả chúng sanh phụng hiến cúng dường trong các thế giới có người tu cúng dường. Hôm nay con xin tùy hỷ, nếu người chưa tu cúng dường nguyện được dẫn dắt đến họ tu cúng dường, lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp các cõi nước ở mỗi nơi có Phật pháp tăng đều dùng tất cả những dụng cụ trang nghiêm cùng với tất cả chúng sanh phụng hiến cúng dường cho tất cả pháp thân sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp và tất cả các Phật sự của chư Phật, cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp, cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng, nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế, dần dần được thành tựu lục ba la mật tứ vô lượng tâm, hiểu sâu tất cả pháp vốn tịch tĩnh, không sanh không diệt, một vị bình đẳng lìa niệm thanh tịnh cứu cánh viên mãn. Chúng con xin phép chư Phật và chư Bồ Tát xin được cung thỉnh thần chú cúng dường, xin cung kính một lễ. Thần chú cúng dường. Om Gaganas Bava Vajor Hậu, 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 Om Gaganas Bava Vajor Hậu. Xin mời tất cả đại chúng chúng ta đồng nhiếp tâm tưởng nghĩ dâng cúng dường lên chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương hư không pháp giới tất cả những điều tốt đẹp nhất, xin cung kính một lễ. Xin mời tất cả đại chúng chúng ta đồng đứng lên, chắp tay trang nghiêm. Khởi thỉnh Tam Bảo Chư Thiên, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Bảy Đức Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Bảy Đức Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Bảy Đức Phật. Tác đại chứng minh. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Nơi Ba Đức Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Nơi Ba Đức Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Nơi Ba Đức Phật. Tác đại
chứng minh xin cung kính một lễ. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp tất cả Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp tất cả Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp tất cả Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp tất cả Phật sự. Tác đại chứng minh xin cung kính một lễ. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật. Tác đại chứng minh xin cung kính một lễ. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Tác đại chứng minh xin cung kính một lễ. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô mười phương tất cả pháp tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô mười phương tất cả pháp tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô mười phương tất cả pháp tạng. Tác đại chứng minh xin cung kính một lễ. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô mười phương tất cả hiền thánh. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô mười phương tất cả hiền thánh. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô mười phương tất cả hiền thánh. Tác đại chứng minh xin cung kính một lễ. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác đại chứng minh xin cung kính một lễ. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thế Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thế Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thế Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác đại chứng minh xin cung kính một lễ. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác đại chứng minh xin cung kính một lễ. Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Long Nội Hộ Chánh Pháp Giả tất cả thánh chúng. Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả tất cả thánh chúng. Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả tất cả thánh chúng. Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả tất cả thánh chúng. Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả tất cả thánh chúng. Tác đại chứng minh xin cung kính một xá. Xin mời tất cả đại chúng chúng ta đồng quỳ chắp tay trang nghiêm. Duy nguyện Đức Thích Ca từ phụ bảy Đức Phật Thế Tôn 53 Đức Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quang lâm đạo tràng nhiếp thủ chúng con khiến thành tịnh tín. Duy nguyện Đức Thích Ca từ phụ bảy Đức Phật Thế Tôn 53 Đức Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quang lâm đạo tràng nhiếp thủ chúng con khiến thành tịnh tín. Duy nguyện Đức Thích Ca từ phụ bảy Đức Phật Thế Tôn 53 Đức Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quang lâm đạo tràng nhiếp thủ chúng con khiến thành tịnh tín. Xin cung kính một lễ. Chiêm sát
thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả 10 phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh trọn khắp hư không hiền hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Chiến sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả 10 phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh trọn khắp hư không hiền hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Chiến sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả 10 phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh trọn khắp hư không hiền hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Chiêm sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả 10 phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh chọn khắp hư không hiển hiện đạo tràng nhận con cúng dường, xin cung kính một lễ. Kiến Tịnh Tín Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Bồ Tát cùng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, 10 phương tất cả hiền thánh không xả từ bi quang lâm pháp tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kiến Tịnh Tín Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Bồ Tát cùng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, 10 phương tất cả hiền thánh không xả từ bi quang lâm pháp tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kiến Tịnh Tín Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Bồ Tát cùng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, 10 phương tất cả hiền thánh không xả từ bi quang lâm pháp tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của chúng con, xin cung kính một lễ. Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng ngắt ngủi nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc, đại từ đại bi không rời bổn nguyện phóng đại quang minh tròn đầy sở nguyện cho chúng con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng ngắt ngủi nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc, đại từ đại bi không rời bổn nguyện phóng đại quang minh tròn đầy sở nguyện cho chúng con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng ngắt ngủi nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc, đại từ đại bi không rời bổn nguyện phóng đại quang minh tròn đầy sở nguyện cho chúng con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng ngắt ngủi nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc, đại từ đại bi không rời bổn nguyện phóng đại quang minh tròn đầy sở nguyện cho chúng con, xin cung kính một lễ. Xin mời tất cả đại chúng chúng ta đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm. Hộ Pháp Thiên Long Già Lam Chân Tể tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng ngăn các ma chướng thị hiện cái tường khiến sở tu của con thự tại thành tựu. Hộ Pháp Thiên Long Già Lam Chân Tể tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng ngăn các ma chướng thị hiện cái tường khiến sở tu của chúng con tự tại thành tựu. Hộ Pháp Thiên Long Già Lam Chân Tể tùy thuận lời thỉnh của chúng con, giữ vững đạo tràng ngăn các ma chướng thị hiện cái tường khiến sở tu của chúng con tự tại thành tựu, xin cung kính một xá. Tán lễ Tam Bảo, con nghe trong biển chánh biến tri ân đức chân thật vô biên, độ thoát các hữu tình tâm hoan hỷ kính lễ, từng tu vô lượng phước nay được lễ Thế Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp thường tu pháp cúng dường. Chúng con xin phép được cung thỉnh thần chú tăng trưởng công đức lễ lạy lên 1000 lần. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin cung kính một lễ. Thần chú tăng trưởng công đức lễ lạy lên 1000 lần. Om Namachu Sarire Namasu Sarire Namagotama Sarire Swaha. 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 Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Chúng con xin Ngài lòng từ bi, xin Ngài gia hộ cho tất cả chúng sinh hôm nay lễ lại công đức được tăng trưởng viên mãn. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Tát. Xin cung kính một lễ. Xin mời đại chúng chúng ta đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm để lễ lạy 7 vị Phật quá khứ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thi Khí Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tỳ Xá Phù Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Câu Lưu Tôn Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Câu Na Hàm Mô Ni Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật Ca Diếp Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ni Bà Ni Bà Đế Cầu Hoa Cầu Hoa Đế Đà Ra Ni Đế Ni Ha Đế Đế Tỷ Đế 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 Hoa Xà Đế Chơ Năng Đế Ta Bà Ha. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi Ni Như Lai. Nhất tâm cung kính đảnh lễ Đức Phật Thi Khí Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính đảnh nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tỳ Xá Phù Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Câu Lưu Tôn Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Câu Na Hàm Mô Ni Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ca Diếp Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Dạ chúng con kính thưa chư Phật và chư Bồ Tát, chúng con xin phép chư Phật và chư Bồ Tát xin được đảnh lễ 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 sám hối 53 vị Phật. Chúng con xin các ngài tác đại chứng minh, xin mời tất cả đại chúng chúng ta đồng đảnh lễ 53 vị Phật trong quá khứ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Quang Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Minh Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Tịnh Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đa Ma La Bạt Thiên Đàn Hương Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thiên Đàn Quang Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ma Ni Tràng Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ma Ni Tràng Đăng Quang Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Huệ Cửu Chiếu Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hải Đức Quang Minh Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Như Lai. Cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Cường Tinh Tấn Rộng Mạnh Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Bi Quang Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Từ Lực Vương Như Lai. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Từ Tạng Như Lai. Xin cung kính một lễ.
kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hiền Thiện Thủ Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thiện Ý Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Quảng Trang Nghiêm Vương Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Hoa Quang Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hư Không Bảo Hoa Quang Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Hiện Sắc Thân Quang Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bất Động Trí Quang Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hàng Phục Chúng Ma Vương Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tài Quang Minh Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Trí Huệ Thắng Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Di Lặc Tiên Quang Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Chí Vương Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thế Tịnh Quang Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Long Chủng Thượng Tôn Vương Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhật Nguyệt Quang Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nguyệt Châu Quang Như Lai, nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhật Nguyệt Châu Quang Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Huệ Tràng Thắng Vương Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Diệu Âm Thắng Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thường Quang Tràng Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm cung kính nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Quan Thế Đăng Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Huệ Oai Đăng Vương Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Pháp Thắng Vương Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tu Di Quang Như Lai, xin cung kính một lễ.
lễ Đức Phật Tu Mana Hoa Quang Như Lai, cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ưu Đàm Bát Hoa Thù Thắng Vương Như Lai, cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Huệ Lực Vương Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Vô Lượng Âm Thanh Vương Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Tài Quang Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Hải Quang Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Thông Quang Như Lai, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Như Lai, xin cung kính một lễ. Xin kính mời đại chúng chúng ta đồng chắp tay đảnh lễ mười phương chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đông Phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự của chư Phật. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đông Nam Phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Tây Nam Phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Tây Bắc Phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Bắc Phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Đông Bắc Phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Hạ Phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Thượng Phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, tất cả Phật sự. Xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả pháp tạng, xin cung kính một lễ.
nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả pháp tạng, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả pháp tạng, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả hiền thánh, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả hiền thánh, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả hiền thánh, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ kiên định tín Bồ Tát Ma Ha Tát, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thế Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Bồ Tát Ma Ha Tát, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, xin cung kính một lễ. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, xin cung kính một lễ một xá. Xin mời tất cả đại chúng chúng ta đồng quỳ chắp tay trang nghiêm. Tu hành sám hối. Chúng con và chúng sanh từ vô thủy đến nay thường bị tội nặng của ba nghiệp sáu căn làm chướng ngại, nên không thấy được chư Phật, không biết sự quan trọng của việc xuất ly sinh tử, thuận theo sinh tử, không biết giáo lý vi diệu. Mặc dù nay đã biết, nhưng do con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, giờ đây chúng con đối trước Bồ Tát Địa Tạng, mười phương chư Phật, rộng vì chúng sanh mà quy mạng sám hối, duy nguyện gia hộ khiến cho chúng con và chúng sanh tội chướng tiêu diệt, xin cung kính quỳ lễ. Rộng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới, nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối, xin cung kính quỳ lễ. Còn chúng con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay do tham ái kiến chấp, trong lòng suy tính lại nhân ngoài lại thêm bạn xấu, không chút thủy các việc thiện của người, duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng, việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn, ngày đêm liên tục không hề gián đoạn, che giấu lỗi lầm không muốn người biết, không sợ quả báo trong ác đạo, không có chút hổ thẹn, không đoái hoài nhân quả. Vì thế ngày nay tiên sâu nhân quả sanh lòng hổ thẹn, sanh tâm khiếp sợ ác đạo, phát lồ sám hối, đoạn tâm tương tục, phát tâm bồ đề, đoạn ác tu thiện, tinh cần sách tấn ba nghiệp, sửa đổi tội nặng trong quá khứ, tùy hỷ phạm thánh dù chút thiện nhỏ, niệm mười phương chư Phật có đại phước huệ, có thể cứu bạc cho con cùng tất cả chúng sanh, từ trong biển sanh tử vô tận đến bờ của tam đức. Từ vô thủy đến nay không biết tánh của các pháp vốn không tịch, nên tạo quá nhiều tội ác. Nay biết không tịch, con vì chúng sanh cầu đạo bồ đề, rộng tu các điều thiện, đoạn tất cả các điều ác, duy nguyện hết thảy tam bảo Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhiếp thọ, nghe chúng con sám hối, xin cung kính quỳ lễ. Chúng đệ tử trí tâm sám hối, chúng con và chúng sanh tự tánh thanh tịnh, nhất thật cảnh giới đồng thể chư Phật, nhưng do vô minh si ám huân tập nhân duyên, nên hiện ra cảnh giới hư vọng, khiến chúng con sanh tham trước, chấp trước cái ta và của ta, huân tập các ác pháp sáu căn bản nghiệp tạo nhiều tội chướng thập ác ngũ nghịch, trọng than khinh giá, chướng tuệ, chướng định, chướng chư giới phẩm, dẫn đến luân hồi khổ ải mãi không có ngày ra khỏi. Giả như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma cấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến không đủ trợ duyên, tịnh tín không thành, nay gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát khéo nơi lời an ủi, mở đám mây đen mê hoặc, gột tẩy âu lo trong tâm con, cầu ai sám hối,
Duy nguyện mười phương chư đại từ tôn chứng chi hồn niệm, nay con sám hối không tạo lại nữa. Nguyện con cùng tất cả chúng sanh nhanh chóng trừ diệt, từ vô lượng kiếp đến nay, thập ác tứ trọng, ngũ nghịch điên đảo, hủy báng tam bảo, tội nhiếp diệt đề. Tội tánh như vậy vốn là không tịch, nhưng từ hơ vọng khởi tâm điên đảo, chẳng thực sự có định huống chi là chính đắc. Nguyện tất cả chúng sanh mong mau chóng đạt được bổn tâm, vĩnh viễn diệt trừ tội căn. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Chúng con kính thưa chư Phật và chư Bồ Tát, chúng con từ vô thủy kiếp đến nay đã gây ra rất nhiều tội lỗi như tội tà dâm, tội sát sinh, tội nói dối, tội trộm cắp, tội uống rượu bia, rồi nói lời vọng ngữ, tất cả những tính tham sân si đố kỵ, mạn nghi. Tất cả hôm nay chúng con xin đối trước chư Phật và chư Bồ Tát, và chúng con đối trước Bồ Tát Địa Tạng Tử Tôn, chúng con xin sám hối trước chư Phật và chư Bồ Tát, mong các ngài tác đại chứng minh. Chúng con nguyện sẽ sửa lỗi, chúng con sẽ tu hành tinh tấn, nguyện cho tất cả chúng sinh đều làm lành lánh dữ. Chúng con xin chư Phật và chư Bồ Tát và Bồ Tát Địa Tạng tác đại chứng minh, xin cung kính quỳ lễ. Chúng con xin được quy Phật, quy y Pháp, quy Tăng. Chúng đệ tử trí tâm khuyến thỉnh, nguyện hết thảy Bồ Tát trong mười phương nếu chưa thành chánh giác, nguyện mau thành chánh giác, nếu đã thành chánh giác, nguyện thường trú tại thế chuyển chánh pháp luân không nhập niết bàn. Nguyện hết thảy các đức Như Lai như số cực vi trong tất cả cõi Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời, toàn muốn thực hiện nhập niết bàn cùng các Bồ Tát thanh văn duyên giác, hữu học vô học, cho đến tất cả các bậc thiện tri thức, con đều khuyên mời xin đừng nhập niết bàn, xin ở lại đời trải qua số kiếp như vi trần trong tất cả cõi Phật, vì muốn cho tất cả chúng sanh đều được lợi lạc. Chúng con xin được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, xin cung kính quỳ lễ. Chúng đệ tử trí tâm tùy hỷ, nguyện con và tất cả chúng sanh xả bỏ rốt ráo vĩnh viễn tâm đố kỵ, đối với tất cả công đức tu học và sự thành tựu của các cõi nước trong ba đời, thầy đều tùy hỷ. Bao nhiêu đức Phật như số vi trần trong tất cả cõi Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời, từ khi mới phát tâm vì muốn chứng thành Phật đạo mà siêng tu cội phước, chẳng tiếc thân mạng, trải qua số kiếp như số cực vi trần trong bất khả thuyết cõi Phật, mỗi kiếp đều thí xả đổ mắt tay chân nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết cõi Phật, làm tất cả những hạnh khó làm như vậy, đầy đủ các món ba la mật, chứng nhập các chi điệu của Bồ Tát, trọn nên quả vô thượng bồ đề của chư Phật, cho đến nhập niết bàn phân chia xá lợi. Bao nhiêu căn lành ấy con đều tùy cả đến các loài lục thú tứ sanh trong tất cả mười phương thế giới kia, có bao nhiêu công đức dầu nhỏ như mảy trần chúng con đều tùy hỷ. Mười phương ba đời tất cả các vị thanh văn bích chi Phật hữu học và vô học, có bao nhiêu công đức chúng con đều tùy hỷ. Tất cả chư Bồ Tát tu hạnh cần khổ khó làm chỉ cầu quả vô thượng chánh đẳng bồ đề công đức lượng lớn, chúng con đều tùy hỷ. Chúng con xin được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, xin cung kính quỳ lễ. Chúng đệ tử trí tâm hồi hướng, nguyện chúng con nguyện đem tất cả công đức mà chúng con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhân đến lên sáng có bao nhiêu công đức, thầy đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc, không các bệnh khổ. Muốn thực hành pháp ác, thầy đều không thành. Có tu nghiệp lành thì đều mau thành tựu. Đóng chặt cửa của tất cả ác thú, mở bày đường tránh nhân thiên niết bàn, đồng hướng đến Phật trí, đến thành niết bàn. Chúng con xin được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, xin cung kính đảnh lễ một lễ. Chúng đệ tử trí tâm phát nguyện, nguyện mười phương tam bảo Địa Tạng Tử Tôn thương xót hộ trì cứu bạc chủng tể, khiến thế giới này tiêu từ thiên đoai động loạn, chánh pháp lưu thông, khắp cả đều sinh tịnh tín, không gặp các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ ma đạo và tà tri tà kiến, con và chúng sanh mau chóng diệt trừ trọng tội, hiện lời xa lìa sầu bi khổ não, cuộc sống phong túc, tám tụ dưới căn rốt ráo thanh tịnh, hai loại quán đạo ứng hiện nhận tiền, tám muội tổng tùy thần thông phương tiện, tứ nhiếp lục độ tất cả đều viên thành, liễu ngộ tự tâm nhất thật cảnh giới, bỏ thân khỏi thế giới này, sanh tại Phật tiền đối diện Di Đà, thân cận chư Phật, được Phật thọ khí, trở lại trần lao phổ độ quần mê, đồng quy mật tạng, xin cung kính quỳ lễ. Chúng con xin được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng.
mời đại chúng chúng ta đồng đứng lên chắp tay. Xin mời tất cả đại chúng chúng ta đồng quy tam bảo. Quy y Phật, xin nguyện chúng sinh thể theo đại đạo, phát lòng vô thượng, xin cung kính một lễ. Tự quy pháp, xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển, xin cung kính một lễ. Tự quy tăng, xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng hết thảy vô ngại, hòa nam thánh chúng, xin cung kính một lễ một xá. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô đại bi quán thế Bồ Tát, nam mô đại thế chí Bồ Tát, nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, nam mô đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, nam mô tuyên hóa Bồ Tát, nam mô kim cang tát đoà Bồ Tát, nam mô hộ pháp chư thôn Bồ Tát, nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng. Dạ, chúng con kính thưa chư Phật và chư Bồ Tát, hôm nay chúng con vô cùng xúc động được lấy lại chiêm sát địa tạng sám nghi. Chúng con xin được sám hối tất cả những tội lỗi mà chúng con đã gây ra từ vô thủy kiếp. Chúng con vô cùng biết ơn ân đức của chư Phật và chư Bồ Tát. Chúng con một lần nữa xin được cảm tạ ân đức nơi các ngài. Xin cung kính một lễ. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Kính thưa chư Phật và chư Bồ Tát, chúng con có được thân người như ngày hôm nay là do bố mẹ của chúng con đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng con hôm nay được gặp Phật Pháp. Chúng con xin được thay mặt cho cha mẹ của chúng con xin được đảnh lễ cảm tạ ơn đức nơi các ngài. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, xin cung kính một lễ. Kính thưa chư Phật và chư Bồ Tát, chúng con hôm nay được đối trước chư Phật và chư Bồ Tát, chúng con vô cùng biết ơn ân đức của đất nước nơi chúng con đã được sinh ra. Hôm nay chúng con xin được cảm tạ ân đức thay mặt cho tất cả các vị lãnh đạo trong đất nước. Xin được cảm tạ ân đức của chư Phật và chư Bồ Tát. Chúng con xin được biết ơn ân đức của đất nước đã cho chúng con được sống trong hòa bình để hôm nay chúng con được tu tập học trong Phật Pháp, trong giáo Pháp của Như Lai. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, xin cung kính một lễ. Dạ, chúng con kính thưa chư Phật và chư Bồ Tát, chúng con xin cảm tạ ân đức các bậc thiện tri thức, các thầy tổ. Chúng con xin cảm tạ ân đức nơi các ngài. Hôm nay chúng con xin được thay mặt cho các vị thiện tri thức, các thầy tổ, xin được cảm tạ ơn đức của chư Phật và chư Bồ Tát. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, xin cung kính một lễ. Kính thưa chư Phật và chư Bồ Tát, chúng con xin được cảm tạ ơn đức nơi chư Phật và chư Bồ Tát. Chúng con xin được thay mặt cho tám hộ chúng, xin được cảm tạ ơn đức nơi các ngài. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, xin cung kính một lễ. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, chúng con xin nguyện hồi hướng tất cả công đức tu tập lễ lạy chiêm sát địa tạng sám nghi ngày hôm nay tới khắp pháp giới chúng sinh. Chúng con nguyện cho tất cả chúng sinh trong 10 phương hư không pháp giới đều quy tam bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và kết duyên với tất cả các vị đại Bồ Tát. Chúng con xin nguyện cho tất cả chúng sinh trong 10 phương hư không pháp giới đều được an lành, đều được tu tập trong giáo pháp của Như Lai, cầu quả vị chánh đẳng chánh giác sau này làm lợi lạc cho chúng sinh. Chúng con xin cảm tạ ơn đức nơi các ngài. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo.
Dạ, kính thưa chư Phật và chư Bồ Tát, buổi lễ sám hối địa tạng chiêm sát sám nghi của chúng con hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Chúng con xin cảm tạ ơn đức của các ngài. Trên đường các ngài trở về bổn quốc, chúng con xin gửi câu Phật hiệu nguyện. Các ngài ban giải khắp muôn nơi, nguyện tất cả chúng sinh đều phát khởi Bồ đề tâm, cầu quả vị chánh đẳng Bồ đề, sau này làm lợi lạc cho chúng sinh. Chúng con xin cảm tạ ơn đức nơi các ngài. Chúng con xin phép các ngài cho phép chúng con cùng tất cả chúng sinh trong 10 phương hư không pháp giới, cùng chúng sinh hôm nay đến đây tu học cùng chúng con, xin được đảnh lễ các ngài và xin được cáo lui. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Xin cung kính một lễ. Chúng con chúc các ngài an lạc, chúng con xin phép các ngài xin được cáo lui. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha ha.